Xin kính chào quý vị đến với bản tin Canada nổi bật trong ngày trên kênh Culture Channel và một số tin tức thế giới đáng chú ý khác. Để ủng hộ cho chương trình, xin quý vị bấm like, comment và share mỗi khi xem chương trình này. Và chúng tôi cũng kính mời quý vị đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được các bản tin mới nhất. Trong bản tin chiều ngày 18 tháng 2 có những nội dung chính sau đây. Ngập lụt ở thành phố Brampton đến mức một khu dân cư phải di dời. Cảnh sát Ottawa thúc đẩy giải tỏa các cuộc phong tỏa đoàn xe. Cuộc tranh luận về đạo luật khẩn cấp tạm hoãn. Những người tổ chức đoàn xe biểu tình Tamara Leak và Chris Barber bị bắt ở Ottawa. Một trận tuyết ập đến Toronto, những con đường băng giá tắc nghẽn giao thông. Một con báo Kogger ở BC bị cảnh sát hoàng gia còng chân. Và trong phần tin thế giới, phiến quân tuyên bố di tản cư dân khỏi miền đông Ukraine. Nga sẽ tổ chức các cuộc tập trận hạt nhân quy mô lớn trong bối cảnh bế tắc với Ukraine. Các cố vấn chính phủ Anh cho rằng việc giảm yêu cầu cách ly COVID-19 ở Anh có thể dẫn đến sự phát triển của dịch bệnh. Nhà phát triển thuốc Atara cho biết thử nghiệm điều trị ung thư đã tạm dừng sau khi có bệnh nhân tử vong. Một con tàu chở đầy những chiếc xe Porsche, VW và Bentley bốc cháy và trôi dạt ở Đại Tây Dương. Nghiên cứu cho thấy trẻ em bị mất ngủ có khả năng bị rối loạn giấc ngủ khi trưởng thành. Người đàn ông ở miền Trung Việt Nam ném con gái 5 tuổi xuống sông vì nghi vợ ngoại tình. Trung Quốc đình chỉ thương mại tại cửa khẩu Việt Nam. Và sau đây là phần tin chi tiết. Ngập lụt ở thành phố Brampton dẫn đến một khu dân cư phải di dời. Nước sâu tới 6 feet ở một nơi khi sông Credit River tràn bờ và làm ngập khu vực dân cư lân cận ở thành phố Brampton, tỉnh Ontario. Cư dân trong một khu ở Brampton đang phải rời khỏi nhà do ngập lụt đã làm hàng chục ngôi nhà bị hư hại. Các quan chức nói rằng vẫn còn quá sớm để nói khi nào những dân cư đã phải di dời khỏi nhà của họ vào thứ Năm sẽ có thể trở về nhà. Khoảng 100 ngôi nhà gần đường Chatfield Road và đại lộ Steel Avenue West đã phải di dời sau khi các khối băng lớn vỡ và dòng nước di chuyển nhanh tạo ra sự tắc nghẽn dọc theo nhánh sông Credit River vào chiều thứ Năm, khiến nước tràn vào khu vực dân cư lân cận. Cảnh sát trưởng đội cứu hỏa Brampton, Bill Boyce, nói với các phóng viên hôm thứ Sáu rằng có thời điểm nước xung quanh các ngôi nhà ngập sâu khoảng 6 feet ở một số nơi và các thuyền cứu hộ phải chạy đến từng ngôi nhà để hộ tống người dân đến nơi an toàn. Nước đã bắt đầu rút qua đêm nhưng vẫn còn bao quanh nhiều ngôi nhà trong khu vực. Theo cảnh sát trưởng, các đội cứu hộ sẽ sử dụng máy drone không người lái vào ngày hôm nay để cố gắng nắm được mức độ của lũ lụt và xác định các bước tiếp theo. Đây là một trận lụt đáng kể, điều này không thường xuyên xảy ra trong khu vực này. Thành phố Brampton đã ban hành lệnh di dời bắt buộc đối với 6 khu vực trong khu vực lân cận Chatfield, bao gồm đại lộ Martins Boulevard, phố Church Street, phố Victoria Street, phố Adelaide Street và một số đoạn đường Chatfield Road và đường Creditville Road. Cho đến sáng thứ Sáu, các đội vẫn không thể tiếp cận nhiều ngôi nhà bị ngập lụt, mặc dù một phát ngôn viên của thành phố nói rằng các đội hy vọng sẽ biết rõ hơn về thời điểm họ có thể mở lại các tuyến đường vào hôm nay. Trong khi đó, các quan chức nói rằng họ rất cảm ơn vì tất cả những người sống trong khu vực lân cận đã có thể ra ngoài an toàn. Cảnh sát Ottawa thúc đẩy giải tỏa các cuộc phong tỏa đoàn xe. Các sĩ quan tác chiến từ nhiều khu vực pháp lý đang có mặt và cầm theo súng trường trong khi các sĩ quan cảnh sát Ottawa đã trang bị mặt nạ phòng độc và các túi duffel, tức là túi có quai dài vào sáng thứ Sáu. Cảnh sát Ottawa cũng cảnh báo rằng hãy giữ khoảng cách và tránh xa hoạt động của cảnh sát vì sự an toàn của bạn. Bất kỳ ai được tìm thấy trong các khu vực đang bị cưỡng chế đều có thể bị bắt giữ. Đại học Ottawa cũng đã đưa ra một thông báo cho tới nhân viên và sinh viên cảnh báo họ nên tránh khu vực này do cảnh sát gia tăng hoạt động. Cảnh sát cũng tiến vào khu vực những người biểu tình ở Rideau Street và xếp hàng đối diện với họ ở giữa đường. Con đường chính ở trung tâm thành phố Ottawa đã bị đóng cửa trong một số dãy phố. Hiệp hội viện trợ trẻ em của Ottawa, viết tắt là CASO, hôm thứ Sáu cho biết họ đang làm việc cùng với cảnh sát. Tại thời điểm công bố, hội
Viện trợ trẻ em của Ottawa vẫn chưa phải can thiệp về các vụ liên quan đến trẻ em hoặc thanh thiếu niên ở cuộc biểu tình, tổ chức này cho biết. Căng thẳng ở thủ đô của quốc gia đang lên cao khi người dân chuẩn bị cho sự hành động của cảnh sát như đã hứa, sau 3 tuần cùng những lời chỉ trích gay gắt về phản ứng của cơ quan thực thi pháp luật đối với đoàn xe. Cảnh sát đã thiết lập ít nhất 100 trạm kiểm soát xung quanh trung tâm thành phố, theo Steve Bell, cảnh sát trưởng lâm thời của Sở Cảnh sát Ottawa. Ông nói thêm, vành đai an ninh bắt đầu từ đại lộ Bronson ở phía Tây và kênh Rideau Canal ở phía Đông, sau đó từ quốc lộ 417 ở phía Nam đến đồi Quốc hội là điểm cực Bắc. Cuộc tranh luận về đạo luật khẩn cấp tạm dừng khi cảnh sát bắt đầu bắt giữ ở trung tâm thành phố Ottawa. Một cuộc tranh luận tại Hạ viện về việc viện dẫn đạo luật khẩn cấp đã tạm thời bị đình chỉ do cảnh sát đã bắt đầu thực hiện các vụ bắt giữ để giải tỏa khu trung tâm Ottawa. Sau nhiều cảnh báo, nhiều lực lượng cảnh sát đã di chuyển vào sáng thứ Sáu để bắt giữ. Cảnh sát Ottawa, cảnh sát Hoàng gia RCMP và cảnh sát tỉnh Ontario đã thành lập một trung tâm chỉ huy tổng hợp để ứng phó với các cuộc biểu tình. Các phương tiện bọc thép và xe kéo công nghiệp đã được thấy ở trung tâm thành phố. Một số trong những người biểu tình cứng rắn nhất đang đậu trước đồi Quốc hội. Heather Bradley, giám đốc truyền thông của văn phòng chủ tịch Hạ viện cho biết, vì đây là một trường hợp đặc biệt, vấn đề đã được thảo luận với tất cả các đảng và họ đã quyết định hủy bỏ cuộc họp hôm thứ Sáu. Những người tổ chức đoàn xe biểu tình Tamara Leigh và Chris Barber bị bắt ở Ottawa. Hai người tổ chức chính của đoàn xe tự do Tamara Leigh và Chris Barber đã bị bắt tại Ottawa. Cảnh sát Ottawa đã tạm giữ từng người trong các vụ bắt giữ riêng biệt và cả hai vẫn bị cảnh sát giam giữ vào thứ Sáu. Bà Leigh và ông Barber đều bị buộc tội là tư vấn cho các hành vi phá hoại. Ông Barber cũng bị buộc tội xúi dục chống lệnh của tòa án và xúi dục việc cản trở cảnh sát. Hai người được mô tả là những nhà lãnh đạo chủ chốt của cuộc chiếm đóng ở Ottawa, hiện đã đạt mốc 3 tuần. Hai vụ bắt giữ họ nằm trong một số vụ được thực hiện vào thứ Năm và thứ Sáu. Người ta đã nhìn thấy ông Barber cách đồi Quốc hội vài dãy nhà trong tình trạng bị còng tay giữa hai sĩ quan cảnh sát. Bà Leigh và ông Barber dự kiến sẽ ra tòa lần đầu tiên ở Ottawa vào thứ Sáu. Bà Leigh xác nhận với báo chí Canada trước đó vào thứ Năm rằng bà đã ở đó khi ông Barber, một người lái xe tải từ Saskatchewan, bị bắt và dẫn đi. Bà Leigh cho biết, mình chấp nhận việc mình sẽ phải ngồi tù, nói thêm rằng tài khoản ngân hàng cá nhân của bà đã bị đóng băng. Những con đường băng giá ở Toronto khiến TTC bị chậm trễ và kẹt cứng. Một trận tuyết lớn đã ập đến Toronto vào thứ Năm, theo Bộ Môi trường Canada đã cảnh báo trước đó. Từ chiều tối thứ Năm đến sáng thứ Sáu, đã có từ 15 đến 20cm tuyết rơi ở thành phố. Cũng giống như mọi trường hợp thời tiết khắc nghiệt khác ở thành phố này, tình trạng thời tiết đã khiến cho những người đi TTC gặp rất nhiều khó khăn. TTC cũng đã cảnh báo về sự chậm trễ lớn vào sáng sớm thứ Sáu do đường trơn trượt, băng giá và tắc nghẽn do tuyết. Vào sáng thứ Sáu, TTC đã đăng các cảnh báo rằng xe có thể bị trễ, phải đi đường vòng và những sự bất tiện khác liên quan đến thời tiết. Kể từ cơn bão hôm thứ Năm, kèm theo tuyết, mưa và mưa băng, nhiệt độ đã giảm mạnh, có cảm giác như âm 20 độ C vào giờ cao điểm sáng thứ Sáu. Điều này đã tạo ra những bề mặt trơn trượt nguy hiểm trên đường, gây khó khăn cho người điều khiển phương tiện giao thông. Một số tuyến đường đã không thể đi được và thay thế bằng shuttle bus. Nhiều tuyến xe khác phải đi đường vòng do các vụ va chạm, đường ray streetcar cũng bị chặn và tuyết rơi quá dày. Tuy nhiên, thời tiết chỉ làm tắc nghẽn một số tuyến đường trên bề mặt, tất cả các tuyến giao thông khác của thành phố vẫn đang hoạt động bình thường. Máy dọn tuyết và xe chở muối trong thành phố đang hoạt động hết công suất vào ngày hôm nay, và giao thông đi lại vào buổi tối có thể sẽ ít phức tạp hơn nhiều vì những con đường trơn trượt sẽ được xử lý suốt cả ngày.
Một con báo cougar bị cảnh sát hoàng gia còng chân sau khi được phát hiện trong sân sau của một người ở BC. Nó giống như là một chú mèo con rất nghịch ngợm vì cảnh sát đã phải còng chân nó lại để các sĩ quan RCMP có thể di dời nó đi an toàn và cứu nó để không bị giết. Theo cảnh sát, chú báo đã được gây mê sau khi có người phát hiện ra nó trong sân sau của nhà người này ở Maple Ridge, BC vào chiều ngày 13 tháng 2. Một sĩ quan cảnh sát và một nhân viên bảo tồn BC đã đến và tìm thấy chú báo. Trong một tuyên bố, RCMP cho biết ngày hôm đó đã rất đẹp trời nên khu vực này có rất nhiều người đang tận hưởng thời tiết mùa đông ấm áp trong sân của họ. Vì điều này, họ nói rằng có nhiều rủi ro đối với sự an toàn của cộng đồng và nhân viên khu vực bảo tồn để khuyên rằng có nhiều khả năng con vật cần phải bị giết một cách nhân đạo. Nhưng họ đã quyết tâm cứu chú báo và cảnh sát đã bảo vệ khu vực xung quanh. Họ yêu cầu tất cả những người trong khu phố ở trong nhà khi các nhân viên bảo tồn trấn an con báo. Các nhân viên cảnh sát nói rằng họ đã theo dõi mọi thứ để đảm bảo an toàn. Cảnh sát cho biết, khi chú báo được trấn an, họ đã sử dụng còng tay như một lớp bảo vệ bổ sung cho đến khi nhân viên bảo tồn đảm bảo rằng có thể vận chuyển và di dời thích hợp đến một khu vực không được tiết lộ. 7 điều nên làm ở Ottawa vào cuối tuần dành cho ngày gia đình. Vậy là đã tới long weekend rồi. Hầu hết người dân ở Ottawa sẽ nghỉ làm vào ngày thứ hai, cũng là ngày lễ gia đình, cho chúng ta thêm một ngày để nghỉ ngơi và dành thời gian bên gia đình. Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm ăn mới hoặc tham gia một sự kiện mùa đông, thì đây là 7 điều thú vị để làm ở Ottawa vào cuối tuần này. Xem một buổi biểu diễn trực tiếp tại quán rượu bia thân thiện với chó. Giá không tính phí vào cửa, chấp nhận tiền boa. Thời điểm từ 5 giờ chiều thứ sáu đến 8 giờ tối và 3 giờ chiều chủ nhật đến 6 giờ chiều. Địa chỉ 501 Lacon Way, Unit 4, Orleans, Ontario. Lý do đi, nếu bạn cảm thấy nhớ các chương trình ca nhạc trực tiếp, có hai buổi biểu diễn vào cuối tuần này tại Stray Dog Brewing Company, ghé thăm vào thứ sáu hoặc chủ nhật để xem một buổi biểu diễn và nhâm nhi một ly đồ uống. Đừng quên mang theo chú chó cưng của bạn nhé. Ăn mừng mùa đông với một sự kiện ở thị trấn nhỏ, miễn phí, thời gian ngày 19 và 20 tháng 2, 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều, địa chỉ Crumman Street East, Perth, Ontario. Tại sao bạn cần phải đi? Kỷ niệm sự kiện mùa đông Frost and Fire ở thị trấn cổ kính Perth. Nơi này sẽ có sự kết hợp của các hoạt động trong nhà và ngoài trời bao gồm bắn pháo hoa, ném rìu, đi xe gòn, trượt tuyết xuống dốc và giải trí trực tuyết và các trò chơi. Đi mua đồ ăn miền Nam để ăn xế. Giá trung bình, ẩm thực là đồ ăn miền Nam. Địa chỉ số 344 Richmond Road, Ottawa, Ontario. Tại sao bạn cần phải đi? Vào các ngày thứ bảy và chủ nhật, nhà hàng Lexington biến thành một nhà bếp ăn sáng pop-up có tên là Bake, nghĩa là Bacon, Egg và Cheese. Họ phục vụ các món ngon gồm thịt xông khói và trứng hay thịt ức, cùng với các món đặc sản và đồ uống của gia đình. Bữa sáng bắt đầu lúc 9 giờ sáng. Ăn tất cả các món từ cây phong, maple, giá là 10 đô mỗi chiếc. Thời gian các ngày cuối tuần, từ ngày 19 tháng 2 đến ngày 18 tháng 4, ngày gia đình và tất cả các ngày nghỉ của tháng 3. Địa chỉ số 399 Sugarbus Road, Pakenham, Ontario. Tại sao bạn cần phải đi? Chúng ta chỉ mới đang bước vào mùa phong và có những láng đồ ăn quanh Ottawa, nơi bạn có thể thưởng thức bánh kếp, tìm hiểu về quy trình sản xuất siro và những món ngọt ngào từ cây phong trên tuyết. Fulton Sugarbus và Maple Farm sẽ mở cửa vào cuối tuần này, bao gồm cả ngày gia đình. Dạo quanh một khu chợ ma thuật dành cho phù thủy, miễn phí, thời gian ngày 19 tháng 2, 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều, địa chỉ số 274 Richmond Road, Ottawa, Ontario. Tại sao bạn cần phải đi? Bạn có thể mua sắm từ 12 nhà cung cấp địa phương tại chợ thần bí Ottawa. Bạn sẽ khám phá những đồ trang sức độc đáo, đồ hiếm thấy, quần áo cổ điển, các tác phẩm nghệ thuật và nhiều hơn thế nữa. Làm thiên thần tuyết để ủng hộ một cuộc gây quỹ, miễn phí, thời gian từ ngày 1 đến ngày 28 tháng 2.
Tại sao bạn cần phải đi? Một hoạt động dễ dàng, thú vị và để ủng hộ một mục tiêu tuyệt vời. Quỹ Snowsuit thách thức bạn tạo ra những thiên thần tuyết trong khi quyên góp tiền và nâng cao nhận thức bằng cách đăng ảnh và quyên góp trực tuyến. Mùa đông đang dần kết thúc, vậy tại sao lại không tranh thủ chơi với tuyết? Thưởng thức món ăn Trung Quốc, giá rất phải chăng. Địa chỉ số 382 Bank Street và số 261 Central Pointer Drive, Ottawa, Ontario. Tại sao bạn cần phải đi? Ottawa có một số nhà hàng Trung Quốc ngon, nơi bạn sẽ tìm thấy mì, món xào và món dìm sẩm chính thống. Với hai địa điểm và nhiều loại hương vị, chắc chắn những món ăn này sẽ giúp bạn và gia đình có một bữa ăn đầm ấm và vui vẻ bên nhau. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture. Kính mời quý vị đăng ký kênh và bật thông báo để theo dõi video tiếp theo. Sau đây là một số tin tức thế giới đáng chú ý. Phiến quân tuyên bố di tản cư dân khỏi miền đông Ukraine. Nga sẽ tổ chức các cuộc tập trận hạt nhân quy mô lớn trong bối cảnh bế tắc với Ukraine. Các cố vấn chính phủ Anh cho rằng việc giảm yêu cầu cách ly COVID-19 ở Anh có thể dẫn đến sự phát triển của dịch bệnh. Nhà phát triển thuốc Etara cho biết thử nghiệm điều trị ung thư đã tạm dừng sau khi có bệnh nhân tử vong. Một con tàu chở đầy những chiếc xe Porsche, VW và Bentley bốc cháy và trôi dạt ở Đại Tây Dương. Nghiên cứu cho thấy trẻ em bị mất ngủ có khả năng bị rối loạn giấc ngủ khi trưởng thành. Người đàn ông ở miền Trung Việt Nam ném con gái 5 tuổi xuống sông vì nghi vợ ngoại tình. Trung Quốc đình chỉ thương mại tại cửa khẩu Việt Nam. Và sau đây là phần tin chi tiết. Phiến quân tuyên bố di tản cư dân khỏi miền đông Ukraine. Những người ly khai được Nga hậu thuẫn ở miền đông Ukraine hôm thứ Sáu cho biết họ dự định sẽ di tản cư dân ở khu vực ly khai sang Nga. Thông báo về động thái này trên mạng xã hội, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự tuyên bố độc lập cho biết Nga đã đồng ý cung cấp chỗ ở cho những người rời đi. Phụ nữ, trẻ em và người già là các nhóm đối tượng nên được đưa đi trước. Một khu vực tự tuyên bố độc lập khác, Luhansk, cũng đưa ra thông báo tương tự. Hàng triệu dân thường này được cho là đang sống ở hai khu vực do phiến quân kiểm soát ở miền đông Ukraine. Hầu hết là những người nói tiếng Nga và những người đã được nhập quốc tịch Nga. Khu vực xung đột ở miền đông Ukraine này trong hôm thứ Sáu đã chứng kiến trận tấn công bằng hỏa lực dữ dội nhất trong nhiều năm do chính phủ Kiev và phe ly khai đổ lỗi lẫn nhau. Theo nguồn tin cho biết, gần 600 vụ nổ đã ghi nhận vào sáng thứ Sáu, nhiều hơn 100 vụ so với hôm thứ Năm. Một số vụ nổ liên quan đến lựu pháo 152mm và 122mm cùng với súng cối lớn. Khi được hỏi về các động thái này, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết, ông không có thông tin về tình hình và không biết liệu chúng có được phối hợp với Nga hay không. Tuyên bố này càng gây thêm áp lực lên đồng tiền rúp của Nga và các tài sản khác khi các nhà đầu tư lo lắng theo dõi chặt chẽ các diễn biến ngoại giao và quân sự. Moscow cũng cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ sự leo thang của các cuộc tấn công bằng hỏa lực ở miền đông Ukraine, nơi quân đội chính phủ đã đối mặt với phe phiến quân kể từ năm 2014. Họ cũng mô tả rằng tình hình có thể rất nguy hiểm. Các nước phương Tây nói họ nghĩ rằng vụ tấn công bằng hỏa lực bắt đầu từ hôm thứ Năm và tăng cường vào ngày thứ Hai liên tiếp là một phần của cái cớ để Nga xâm lược. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm thứ Năm rằng Washington tin rằng Nga đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công tổng lực. Trong ngày thứ Sáu, Tổng thống Mỹ Joe Biden, người đang tập hợp các đồng minh để duy trì lập trường thống nhất, sẽ tổ chức một cuộc điện đàm với các nhà lãnh đạo của Anh, Canada, Pháp, Đức, Ý, Ba Lan và Romania cùng với Liên minh châu Âu và NATO. Nga sẽ tổ chức các cuộc tập trận hạt nhân quy mô lớn trong bối cảnh bế tắc với Ukraine. Quân đội Nga hôm thứ Sáu đã công bố rằng họ sẽ tổ chức các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn cho lực lượng hạt nhân chiến lược của mình, một động thái như một lời nhắc nhở rõ ràng về sức mạnh hạt nhân của nước này trong bối cảnh phương Tây lo ngại rằng Moscow có thể chuẩn bị xâm lược Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết,
Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ đích thân giám sát cuộc tập trận dự kiến diễn ra vào thứ Bảy. Chúng sẽ bao gồm nhiều vụ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và tên lửa hành trình. Hàng năm, Nga vẫn thường tổ chức các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn cho các lực lượng hạt nhân chiến lược của mình. Nhưng các cuộc diễn tập được lên kế hoạch cho ngày thứ Bảy chỉ liên quan đến hạm đội Biển Đen, một đơn vị thuộc Hải quân Nga đóng trên bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập từ Ukraine hồi năm 2014. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga đã thông báo trước cho các đối tác nước ngoài về cuộc diễn tập, đồng thời nói thêm rằng cuộc tập trận không nên gây ra nhiều mối lo ngại ở phương Tây. Tổng thống Putin cũng đã có buổi gặp gỡ với Tổng thống Belarus và mời ông xem các cuộc diễn tập hôm thứ Bảy. Cuộc tập trận quân sự lần này của các lực lượng hạt nhân của Nga là sự kiện tiếp nối với một loạt các cuộc tập trận mà quân đội Nga đã tổ chức gần Ukraine và ở Belarus. Các cố vấn chính phủ Anh cho rằng việc giảm yêu cầu cách ly COVID-19 ở Anh có thể dẫn đến sự phát triển của dịch bệnh. Theo các cố vấn của chính phủ Anh cho biết trong một tài liệu được công bố vào hôm thứ Sáu, việc loại bỏ các xét nghiệm COVID-19 và thời gian cách ly ở Anh có thể sẽ dẫn đến việc gia tăng dịch bệnh nhanh chóng. Nguyên nhân là do hành vi của mọi người trong đại dịch đã thay đổi nhanh hơn so với những thời điểm trước đó. Thủ tướng Anh Boris Johnson trước đó đã nói rằng ông dự định sẽ loại bỏ quy định tự cách ly đối với những người có kết quả xét nghiệm dương tính với coronavirus. Các nhà lãnh đạo y tế đã ra sức thuyết phục ông Johnson không nên quá nôn nóng trong việc đưa ra quyết định loại bỏ quy định tự cách ly hay chấm dứt việc xét nghiệm miễn phí. Họ cũng cho rằng các yếu tố như khả năng miễn dịch suy giảm, sự xuất hiện của các biến thể mới cũng như lợi thế tăng trưởng của biến thể phụ BA2 của Omicron có thể mang ý nghĩa là kế hoạch đã đánh giá thấp quỹ đạo nhập viện. Theo tài liệu từ Đại học Warwick, ước tính rằng sự kết hợp của các biện pháp và việc thay đổi hành vi kể từ trước đại dịch, chẳng hạn như xét nghiệm, tự cách ly và đeo khẩu trang, đã làm giảm khả năng lây truyền COVID khoảng 20-45%. Tuy nhiên, theo ước tính, khả năng lây truyền sẽ tăng khoảng 25-80% nếu dân số quay trở lại hành vi trước đại dịch mà không có các biện pháp nhằm giảm thiểu khả năng lây nhiễm. Anh đã ghi nhận 160.000 ca tử vong do COVID-19, nhưng Thủ tướng Johnson đã dỡ bỏ các hạn chế về lệnh đóng cửa khi tiêm chủng và mức độ nghiêm trọng thấp hơn của biến thể Omicron đã phá vỡ mối liên hệ giữa các ca bệnh và tử vong. Thủ tướng Johnson sẽ đề ra kế hoạch sống chung với COVID vào ngày thứ Hai tuần tới. Nhà phát triển thuốc Atara cho biết thử nghiệm điều trị ung thư đã tạm dừng sau khi có bệnh nhân tử vong. Atara Biotherapeutics cho biết hôm thứ Sáu rằng việc tiến hành nghiên cứu về liệu pháp điều trị ung thư thử nghiệm giai đoạn đầu của họ đã bị tạm dừng sau khi một bệnh nhân qua đời khiến cổ phiếu của nhà phát triển thuốc này giảm 12%. Thử nghiệm kiểm tra liệu pháp tế bào CART trong điều trị ung thư ATA 2271 đã được đối tác của Atara là Trung tâm Ung thư Memorial Sloan Kettering ở New York tự nguyện tạm dừng sau một tác dụng phụ nghiêm trọng gây tử vong. Atara cho biết viện đã thông báo cho Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ và đang thu thập thêm thông tin về vụ việc. Nhiều cập nhật dự kiến sẽ được đưa ra trong tuần tới. Các liệu pháp CART hoạt động bằng cách thu hoạch các tế bào T chống lại bệnh tật của chính bệnh nhân, biến đổi gen để nhắm mục tiêu các protein cụ thể trên tế bào ung thư và thay thế chúng để tìm ra và tấn công ung thư. Công ty cho biết, 6 bệnh nhân đầu tiên tham gia vào hai nhóm liều thấp nhất không có độc tính nghiêm trọng, ngăn cản việc tăng liều lượng. Bệnh nhân tử vong là người đầu tiên trong nhóm thứ 3 với liều lượng cao hơn. Một con tàu chở đầy những chiếc xe Porsche, VW và Bentley bốc cháy và trôi dạt ở Đại Tây Dương. Hải quân Bồ Đào Nha xác nhận rằng mới đây họ đã hỗ trợ tàu Felicity Ace, con tàu chở ô tô qua Đại Tây Dương, sau khi đám cháy đã bùng phát trên một trong những bon chở hàng và nhanh chóng lan rộng. 22 thành viên thủy thủ đoàn đã tìm cách thoát khỏi con tàu bị bốc cháy trên thuyền cứu sinh và chạy sang một tàu chở dầu gần đó
của Hy Lạp, hãng tin AP đưa tin, Hải quân Bồ Đào Nha đã hỗ trợ giải cứu, sử dụng máy bay trực thăng của họ để đón thủy thủ đoàn từ tàu tị nạn. Tàu Facility Ace hiện đã được xác nhận là gặp sự cố mất điều khiển. Con tàu đã rời một cảng của Đức vào ngày 10 tháng 2 và dự kiến đến đảo Rhodes vào ngày 23 tháng 2. Nhưng đến hôm thứ Tư, ngọn lửa đã bùng phát và con tàu bị bỏ lại ở gần quần đảo Azores của Bồ Đào Nha. Matt Farage, người sở hữu kênh YouTube The Smoking Tire, chuyên về đánh giá xe ô tô, hôm thứ Tư đã xác nhận trên Twitter rằng chiếc Porsche Boxster Spider mới mua của anh là một trong những chiếc xe có khả năng đã bị ngụp lặn trong lòng biển. Theo trang web đánh giá ô tô nổi tiếng, The Drive đã xác nhận với Volkswagen Auto Group rằng có khoảng 4.000 chiếc xe trên tàu Felicity Ace. Volkswagen xác nhận rằng ngoài xe Porsche và VW còn có 189 chiếc Bentley và một số chiếc Audi trên tàu. Công ty sở hữu tàu Felicity Ace đã yêu cầu một tàu kéo nhưng khả năng là tàu này sẽ không được kéo đến một cảng ở Azores vì kích thước khổng lồ của nó. Không có thông tin gì về nguyên nhân chiếc tàu Felicity Ace tại sao lại bị bốc cháy. Các quan chức cho biết họ đang điều tra vụ việc. Nghiên cứu cho thấy trẻ em bị mất ngủ có khả năng bị rối loạn giấc ngủ khi trưởng thành. Không riêng gì người lớn, nhiều trẻ em cũng có thể bị mắc chứng mất ngủ và ngưng thở khi ngủ. Nghiên cứu mới chỉ ra rằng, những trẻ em có triệu chứng mất ngủ có khả năng phải vật lộn với giấc ngủ từ sớm khi chúng còn nhỏ và cho đến khi trưởng thành. Các nghiên cứu từ Đại học bang Penn đã nghiên cứu một nhóm gồm 502 trẻ em, độ tuổi từ 5 đến 12 tuổi, bắt đầu từ năm 2000 và theo dõi các kiểu ngủ của chúng trong 7 năm sau đó. Họ phát hiện ra rằng 43% trẻ em có các triệu chứng mất ngủ tiếp tục bị chứng mất ngủ ở tuổi vị thành niên và trưởng thành. Các triệu chứng mất ngủ có thể biểu hiện khác nhau ở trẻ so với người lớn. Bệnh viện Nhi Boston cho biết chứng mất ngủ ở trẻ em có thể bắt đầu bất cứ lúc nào và có thể tự xuất hiện khi trẻ khó đi vào giấc ngủ và phải cần đến những hoạt động dỗ dành cho trẻ như đồ uống, cái ôm hoặc là kể chuyện sau khi tắt đèn. Trẻ bị mất ngủ cũng có thể thức dậy sớm hơn mong muốn, khó chợp mắt và khó thức dậy vào buổi sáng. Khi trẻ em bị mất ngủ vào ban đêm, nó có thể ảnh hưởng đến hành vi ban ngày của trẻ, gây ra sự suy giảm về khả năng chú ý, tập trung hoặc suy giảm trí nhớ, rối loạn tâm trạng, cáu kỉnh, các vấn đề về hành vi, tình trạng ù lì và nhiều vấn đề hơn thế nữa. Theo khuyến nghị của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, trẻ sơ sinh cần ngủ từ 14 đến 17 giờ mỗi ngày. Trẻ mới biết đi cần ngủ từ 11 đến 14 giờ mỗi ngày. Thanh thiếu niên cần ngủ từ 8 đến 10 giờ mỗi ngày. Và người lớn nên đặt mục tiêu ngủ hơn 7 giờ mỗi ngày. Người đàn ông ở miền Trung Việt Nam ném con gái 5 tuổi xuống sông vì nghi vợ ngoại tình. Một người đàn ông ở tỉnh Quảng Nam, miền Trung Việt Nam đã bị buộc tội giết con gái 5 tuổi của mình khi ném cô bé xuống sông sau khi anh tranh cãi gay gắt với vợ về một vụ ngoại tình. Theo một quan chức ở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, xác nhận vào sáng sớm thứ Năm rằng lực lượng chức năng địa phương đã bắt được anh Trần Văn Viên, 30 tuổi sau vụ việc. Thông tin sơ bộ cho thấy anh Viên có cự cãi với vợ vào khoảng 7 giờ 30 tối thứ Tư. Người vợ đã đến thị trấn Núi Thành buôn bán nhỏ nhưng không quay về trong dịp Tết Nguyên Đán. Điều đó đã khiến Viên nghi ngờ vợ ngoại tình trong lúc cô đi vắng. Sau cuộc tranh cãi của họ, người đàn ông đã bồng con gái 5 tuổi của mình đến sông Trường Giang gần đó và ném bé gái xuống nước. Thi thể của bé được tìm thấy vào sáng sớm thứ Năm. Trung Quốc đình chỉ thương mại tại cửa khẩu Việt Nam. Trung Quốc đã đình chỉ thương mại qua cửa khẩu Kim Thành ở tỉnh Lào Cai của Việt Nam sau khi phát hiện trường hợp COVID-19 nội địa khiến 350 xe container chở hàng nằm chờ xuất khẩu. Kim Thành là một trong những cửa khẩu bị phong tỏa vào năm ngoái khi Trung Quốc áp dụng chính sách Zero Covid và hạn chế thương mại với Việt Nam. Tại một tỉnh khác của Việt Nam là Lạng Sơn, gần 2.000 xe tải cũng đã xếp hàng tính đến thứ Năm để chờ được nhập cảnh vào Trung Quốc. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu nông, lâm và thủy sản lớn thứ hai của Việt Nam sau Hoa Kỳ, đạt kim ngạch xuất khẩu 8,4 tỷ đô la trong 11 tháng đầu năm ngoái, chiếm 19,2% tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản của Việt Nam.
Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin Canada buổi chiều do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Tin tức Canada và thế giới sẽ được cập nhật liên tục trong ngày trên kênh Culture Channel và sẽ gửi đến quý vị 2 lần một ngày. Kính mời quý vị tiếp tục đón theo dõi bản tin tiếp theo với những tin tức đáng chú ý khác. Đừng quên bấm like và phản hồi để giúp xây dựng cho chương trình này được tốt hơn. Nếu đây là lần đầu xem kênh, mời quý vị đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được các bản tin mới nhất. Xin chúc các bạn nhiều sức khỏe và an lành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo. Một biến thể của dịch bệnh coronavirus có khả năng lan truyền nhanh đến kinh ngạc đang xuất hiện tại tỉnh Ontario. Chúng ta cần nâng cao ý thức phòng chống nạn dịch, hãy đi tiêm ngừa và lập tức tiêm mũi tăng cường. Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp mà chúng ta biết chắc có thể bảo vệ sức khỏe của chính mình. Hãy tự bảo vệ bản thân, tránh bị lây nhiễm coronavirus. Quý vị có thể đến trang mạng ontario.ca/covid-19 để tìm hiểu thêm thông tin mới. Một lời nhắn của chính phủ tỉnh Ontario.